Forest hạ gục được Elite rồi. Và trong khi đó Nap chưa thể đi qua móng lửa. Nitro có một mạng, Nap hạ gục Forest. Và giờ thì uống lại là 2v2. Nip quá ham đầu súng tiểu vừa rồi. Họ quá cường skill, cuối cùng thì bây giờ họ đang gặp khó. Và vừa rồi là quả smoke tự được ném ra đến từ vị trí của Nap. Và bây giờ thì như vậy là Nitro có bị double kill. Raken hạ gục Nitro. Rồi Raken đang muốn đẩy vào luôn, rất tục đến từ Raken. Và chúng ta cũng chờ xem. Raken đang lùi lại và bây giờ Raken. Raken kết thúc trào đầu với triple kill. Và tỷ số là 10 Nap dành cho Ultimate IP. Rồi Nap sẽ nhặt bom. Vâng, Nap nhặt được bom rồi. Nap ném quả nết lên, có trúng hay không đây? Vâng, một máu dành cho Nenit, trời ạ. Và rồi Raken đang bách lên bom xe A thì phải. Vâng, liệu Raken có đoán được hay không? Nhưng Raken thì hơi vô vọng. Và rồi anh viên tìm Nip không hề có thông tin. Họ vẫn quyết định giữ bom xe B. Và như vậy Nap cầm bom VA rồi. Nghe đấy rồi, bây giờ Nip sẽ bách lên. Di chuyển lỗi một nhịp. Nap đang đặt bom. Rồi Nip sẽ bách lên, chúng ta chờ xem. Vâng, Nenit đang kê không cho được con đi ra. Và Nenit bắn spa luôn. Và bây giờ là tình huống 1v1. Vâng, đừng nói tôi là đối tôi thua. Vâng, như vậy đúng như dự kiến, Raken lại thua một tình huống 1v1 nữa. 15-13 cho anh viên tìm Nip. Vâng, rất đáng tiếc. Raken trong tình huống 1v1 thường là rất đuối. Và đây là tình huống Getrai đã có đến 3 mạng rồi. Vâng, một tình huống bắn rất tốt của Getrai. Nhưng cuối cùng Nip vẫn để thua vào đầu này. Rồi Dennis đang làm gì? Dennis sẽ kê lại Elong. Rồi Dennis một mạng cho Forest rồi. Dennis có bắt được hay không? Dennis bắn trượt và thôi hỏng rồi. Bây giờ Tuyết có cho mình một mạng. Tuyết đối đầu với Forest, ai người chiến thắng? Và như vậy là đây sẽ là một round thua cho các viên team Nip. Một pha xử lý có thể nói là rất sai sách đến từ vị trí của Dennis. Solo A mà lại bỏ A. Vâng, bây giờ Gương Bách làm cái gì nữa đây? Và tỷ số là 16-13 cho team Liquid rồi. Vừa rồi Dennis đã có một pha xử lý có thể nói là quá an toàn. Vâng, 4v3 cũng thua, chả để làm gì cả. Bao nhiêu v3 thế rồi, hơn người cha để làm gì cả. Đối với Nip hơn người cũng chả. Vâng, chúng em cũng chờ xem có backup hay không đây. Forest đang di chuyển, bây giờ thì chuẩn bị backup rồi. Raken sẽ làm gì đây? Cần phải ném một bom lửa chặn đối phương lại. Ở đây tình huống Raken vẫn pick thành công Twist rồi. Khá hay điều này, và bây Raken có cho mình double kill. Vâng, Raken. Và Raken chưa có chim kill, Raken bị bắn yếu rồi. Vâng, Raken đục chết được Nitro. Rất ảo, bây giờ Raken đùi lại rồi. Vâng, rất đẹp rồi, bây giờ đối phương đang muốn đặt bom. Có đi qua smoke hay không? Đặt bom thành công đến từ vị trí của Elite. Và bây giờ Elite, vâng, Elite bắt được Forest. Nhưng ngay lập tức Raken có cho mình qua đã kill rồi. Và lại một mình Nap thôi, và cuối cùng Nap bị ảo bởi Dennis. Và tỷ số là 6-1 ở cho team NIP. Một tình huống bắn ọc có thể nói là quá xuất sắc đến từ Raken ở khu vực CT7. Nhảy lên là một mạng, nhảy lên một mạng. Và đặc biệt là tình huống đục của Raken có thể nói là nó quá ảo. 5v4 sẽ lắp full bomb xe A đến cái viên team Liquid. Get Rai đang trốn rất đẹp. Rồi các viên của team Liquid có check kỹ hay không đây? Vâng, Get Rai có một mạng của Steel. Bây giờ thì sao? Get Rai trên đầu. Get Rai biết rồi, Get Rai có 5 kill. Solo A quá hay từ Get Rai. Bây giờ Get Rai biết vị trí Nap. Ui rồi, ông Dennis chui vào đây. Bây giờ Get Rai còn yếu rồi. Bây giờ Get Rai đang sấy. Get Rai sấy. Get Rai sấy khô cả tóc rồi. Tuy nhiên mất được có 30 máu mà thôi. Tuyết bóc được đấy rồi. Get Rai có triple kill. Và đó là quá đã kill cho Get Rai. Một mình Get Rai trong tình huống vừa rồi bắn cả và cả khu vực con Richter. Vâng, bắn ra, bắn lầu, bắn luôn cả con Richter móc sau lưng. Quá là xuất sắc dành cho Get Rai rồi. Lâu lắm rồi chúng ta mới được xem một trận đấu hay đến như vậy của Get Rai. Vâng, Nip có vẻ như đang muốn đánh A thật. Sẽ làm tướng 3v3 ở khu vực bom xe A. Twist đang đứng góc tay to, góc đứng rất đẹp. Đây cũng phải góc check vào bây giờ Twist. Vâng, như vậy là Twist bắn lỗi và đàm xuống bên Elite rồi. Forest sẽ đối đầu với Elite. Elite vừa rồi hình như lộ tiếng của bây giờ thì Forest. Forest có double kill. Giờ còn lại một mình Nitro với CZ rồi. Nitro bắn lỗi rồi. Nitro chưa có mạng. Và bây giờ thì sao? Nitro bị assault bởi Rex và tình huống giờ là 4v1. Còn lại một mình Steel thôi. Và Steel cố gắng. Cố lắm rồi. Thôi cố thế là đủ rồi. 16-13 cho anh Điền tìm Nip. Và trận đấu sẽ bước sang map tiểu thứ 3. Như vậy là Raken bị a gục rồi. Ngay lập tức Dennis đẩy vào đổi mạng thành công. Và vừa rồi Dennis Raken chết bởi một khẩu mắt 10. Đối phương cầm mắt 10 bắn chết Raken cầm khẩu M4. Và giờ thì Liquid đang bò lên mid. Bò lên mid chay. Chúng ta cùng chờ xem Dennis có double kill. Dennis có triple kill. Dennis có quả đã kill rồi. Vâng, bắn toàn mặt đến từ vị trí của Dennis rồi. Dennis đang bò thẳng vào full connector. Chúng ta cùng chờ xem Get Rai đang kêu trực diện. Vẫn có smoke được trả ra. Bây giờ đấu xuống, bạn đó là một tình huống ơi dành cho Captain Dennis. Vâng, bắn toàn mặt mà thôi các bạn thấy. Toàn đầu là đầu đến từ Dennis. Một lửa sẽ ném ra từ Get Rai. Đây là một dùng bắn 2 feet. Get Rai ném lửa đây. Ném lửa chuẩn vào. Đây rồi, lửa chuẩn rồi. Nóng rồi, nóng rồi. Đuổi thằng này ra. Giờ thì chuẩn bị tràn vào bom xe A. Hợp lý rồi. Tràn vào em ơi. Mạnh mẽ lên nào anh em ơi. Vâng, một mạng cho Nitro rồi. Tiếp theo là sao? Nitro đang kê khá đẹp. Bây giờ thì sao? Dennis là Nitro, Twist với Steel mỗi người có một mạng. Thôi hỏng rồi, vâng, 3 bom xe A nó bắn tốt quá. Rồi Rex đang nhá và bây giờ Rex đang xuống với Twist. Và tỷ số là 15-9 em team Liquid. Đúng 5v3, bom xe A không thành công đến từ cách viên team Nip. 9 máu.
Vâng, có vẻ như là Nip sẽ bị loại thôi. Forest không có giáp round này. Không có hy vọng rồi.